1,5 hecta là diện tích còn nhỏ hơn diện tích của bất kỳ quốc gia nào trên trái đất, thậm chí nó còn nhỏ hơn một sân bay nhỏ nhất. Nhưng mỗi con tàu sân bay rộng khoảng 1,5 hecta này cùng với nhóm tàu hộ tống của nó lại sở hữu sức mạnh lớn hơn 80% các quốc gia trên trái đất. Khi chúng tổ hợp thành nhiều biên đội tàu sân bay đồng hành trên đại dương thì Hoa Kỳ khiến cho phần còn lại của thế giới phải ngả mũ khâm phục. Câu hỏi là liệu họ có nên từ bỏ các thiết kế tàu sân bay đồ sộ này của mình? Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt ra câu hỏi về việc liệu người Mỹ có nên loại bỏ tàu sân bay hay không. Các đối thủ hùng mạnh của xứ sở cờ hoa như là Nga hay là Trung Quốc đơn giản là rất khó hoặc không thể bắt kịp sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ bằng cách chế tạo các tàu sân bay lợi hại. Cho nên họ đã lựa chọn phát triển các loại vũ khí phi đối xứng với mức độ phức tạp ít hơn, chi phí nhỏ hơn và tất nhiên là đủ lợi hại để có thể răn đe các tàu chiến trên mặt nước khổng lồ của đối phương. Ý tưởng về việc Hoa Kỳ có nên dẹp đi các tàu chiến to lớn có phần cành càng và dễ bị tấn công bằng tên lửa diệt hạm như là tàu sân bay một lần nữa đã được đưa ra khi mà Nga cho ra mắt tên lửa Zircon có tầm bắn xa từ 500 đến 740 km ở tốc độ hành trình kinh hoàng Mach 9. Điều này có thể khiến cho toàn bộ các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hải quân Hoa Kỳ phải bó tay vì đây là tốc độ hành trình quá khủng khiếp. Khác với các tên lửa DF-21D và DF-26D của Trung Quốc là các tên lửa chống hạm đạn đạo, tốc độ dù cao nhưng đường bay có thể đoán trước và dễ bị bắn hạ bởi các tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ trên các tàu khu trục Arleigh-Burke và tàu tuần dương Ticonderoga. Các tên lửa Zircon thế hệ mới của Nga là loại tên lửa bán đạn đạo với một độ cao quỹ đạo không quá lớn và khi trở lại với bầu khí quyển, nó sẽ bay đến mục tiêu như một tên lửa hành trình có tốc độ rất cao với động cơ Scramjet tối tân. Dự đoán đường bay của nó là rất khó và thời gian phản ứng để đánh chặn nó là rất ngắn. Không quá ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ bày tỏ lo ngại cho các tàu sân bay đắt giá của họ có thể trở thành tấm bia ngắm bắn cho những tên lửa lợi hại kiểu như thế này trong tương lai. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là những tàu sân bay mà họ dày công thiết kế xây dựng lại phải chìm xuống đáy đại dương sau một hồi kịch chiến. Dù vậy thì Hoa Kỳ cũng rất khó từ bỏ các tàu sân bay của họ, ít nhất là với thế cục trước mắt. Nhưng chúng ta cứ giả sử là Hoa Kỳ từ bỏ các tàu chiến chủ lực này thì điều gì sẽ xảy ra với quân đội của họ? Thứ nhất, chẳng có gì đảm bảo rằng các tàu khu trục tuần dương có thể có số phận yên ổn hơn với các tàu sân bay. Bởi vì với các tên lửa chống hạm hiện đại thì mục tiêu kích cỡ một con tàu chiến bình thường hay là một tàu sân bay thì cũng không có khác biệt nhiều lắm. Và làm sao mà các tàu khu trục và tàu tuần dương có thể bảo vệ cho chính chúng khi mà chúng còn không thể bảo vệ được cho các tàu sân bay cùng hạm đội? Thứ hai là sức mạnh của chính các tàu tuần dương và khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong một phát biểu của mình thì một thuyền trưởng của tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Hoa Kỳ đã tiết lộ nhiệm vụ chính của họ chỉ là bảo vệ tàu sân bay. Nhưng có thể nhiều người không để ý rằng chính các tàu sân bay cũng đang cung cấp cho các tàu chiến khác của hạm đội sự đảm bảo an toàn chắc chắn hơn. Trong khi các radar của tàu chiến mặt nước có tầm quét khoảng 300 đến 400 km trên mặt biển thì các máy bay của các hàng không mẫu hạm có thể trinh sát từ cự ly hàng nghìn km và khi cần thiết thì chúng có thể tấn công đối thủ từ trước khi chúng có thể uy hiếp đến hạm đội của mình. Thứ ba là Mỹ sẽ đánh mất đi sức mạnh đáng gờm nhất của mình, vốn có ưu thế kiểm soát hoàn toàn tất cả các đại dương trên thế giới. Các tàu sân bay của Hoa Kỳ cung cấp một phạm vi kiểm soát với bán kính hàng nghìn km trên bất kỳ một khu vực nào tiếp xúc với mặt nước đại dương trên thế giới. Các máy bay chiến đấu trinh sát trên tàu sân bay có bán kính chiến đấu lên đến hàng nghìn km và tất nhiên chúng nhanh hơn các tàu chiến trong hạm đội. Vì thế chúng cung cấp một khả năng phản ứng nhanh chóng và tạo ra khoảng cách an toàn tối đa cho các hạm đội mà không một quốc gia nào hiện tại trên trái đất có thể so sánh được. Một nhóm tác chiến tàu sân bay cũng đủ để đảm đương một vùng chiến sự hay là xung đột rộng lớn với không lực mạnh hơn không quân của nhiều quốc gia trên thế giới. Khi tổ hợp thành một vài nhóm tác chiến thì bất kỳ một đối thủ nào, kể cả mạnh mẽ như Nga hay là Trung Quốc, đều phải dè chừng. Lớp phòng thủ đối với một tổ hợp vài nhóm tác chiến sẽ rất mạnh mẽ vì nó bao gồm khoảng trên 10 tàu chiến Aegis so với 2 đến 3 tàu trong một nhóm. Trong khi mỗi hàng không mẫu hạm có thể chứa tới trong nó gần 5.000 tấn bom đạn, đủ để xóa sổ nhiều phần hoặc là toàn bộ đội hình của đối phương. Quân đội Hoa Kỳ dự định biên chế tổng cộng là 12 nhóm tác chiến tàu sân bay. Trong tình huống đặc biệt thì Hoa Kỳ có thể khóa cứng tất cả các đại dương lớn trên trái đất, khiến cho không lực lượng nào có thể nhúc nhích. Đó là chưa kể tới việc phối hợp với các lực lượng đồng minh của họ. Vì tầm hoạt động xa của máy bay, Hoa Kỳ cũng có thể ngăn chặn các tên lửa chống hạm kiểu Zircon ngay ngoài phạm vi khai hỏa của chúng. Trong khi bản thân các tên lửa chống hạm của Hải quân Mỹ cũng rất mạnh mẽ và ổn định, như là loại Harpoon đã được tin cậy và sử dụng từ lâu, dù rằng tầm bắn không xa, chỉ từ 120 đến 240 km, nhưng hoàn toàn có thể bù đắp được bằng việc gắn trên thân các máy bay chiến đấu, và nó có độ tin cậy rất cao và hiệu quả tác chiến.
Hoa Kỳ còn đang phát triển rất nhiều loại tên lửa chống hạm lợi hại với tầm với rất xa. Một là loại tên lửa Tomahawk Block 5A được nâng cấp lên từ tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk huyền thoại, tích hợp khả năng chống tàu từ khoảng cách hơn 1.600 km. Và loại thứ hai là tên lửa chống hạm tàng hình AGM-158B Jasmer, cũng có tầm bắn lên đến 900 km. Khi được mang theo trên máy bay chiến đấu thì nó sẽ mở rộng sức vươn của hạm đội Hoa Kỳ ra 2.000 km hoặc là hơn nữa, tạo ra một vành đai an toàn rất rộng lớn. Và bản thân các tàu sân bay cũng có kích thước đồ sộ, có thể cung cấp rất nhiều không gian đa dụng cả trong thời bình lẫn thời chiến, cũng như là một kho vũ khí khổng lồ với khả năng tác chiến linh hoạt, có thể tung hoành khắp các đại dương trên thế giới. Chắc chắn sẽ còn là phương tiện hiệu quả và uy lực của Hải quân Hoa Kỳ trong một thời gian rất dài. Khi mà các tàu sân bay ra đời, cùng với công nghệ tên lửa hiện đại, chúng đã kết thúc vai trò của các thiết giáp hạm hùng mạnh trong quá khứ. Thật khó để có thể hình dung một ngày nào đó trên các đại dương của thế giới sẽ không còn sự hiện diện của các tàu sân bay khổng lồ với hàng chục máy bay cất và hạ cánh trên đó, mà thay vào đó lại là một loại phương tiện chiến tranh hoàn toàn khác, lợi hại và uy lực hơn. Rất có thể đó là một ngày buồn của nhân loại, vì công nghệ và vũ khí càng phát triển thì quyền lực lại càng tập trung vào tay một số ít người. Và rồi, có thể an nguy của toàn nhân loại lại nằm trong tay một ai đó. Đó không phải là một bước tiến vĩ đại nào cả, mà đó chính là một báo hiệu cho một tương lai u tối. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ chưa từ bỏ các tàu sân bay của họ. Còn các đối thủ của họ, mà điển hình là Trung Quốc, cũng đang giáo giết xây dựng loại tàu chiến này một cách nhanh nhất có thể. Và những bình luận vừa rồi của chúng tôi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị nghĩ sao về sức mạnh của tàu sân bay Hoa Kỳ và liệu Trung Quốc có thể sớm bắt kịp được sức mạnh đó hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới video này quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.